Em Hải kính chào toàn thể quý anh chị ạ. Video này kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản sẽ chia sẻ anh chị mình một lô đất tại phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương. Lô đất ngang năm rất là đẹp anh chị ơi. Nằm trên con đường này quý anh chị nha. Đường 12m tính cả vỉa hè và cây xanh, lọt lòng rải nhựa là 6m đường thông. Đây là khu dân cư, khu này gọi là khu dân cư Đồng Tràm quý anh chị nha, hay còn gọi là khu tái định cư Đồng Tràm ha. Chỗ này thì xây dựng tự do thoải mái đấy. Vị trí đất nhà mình là thuộc phường Đông Hòa đấy quý anh chị, phường Đông Hòa ha, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương ha. Để mà dễ hình dung nhất thì cái khu này nó gần với đường Nguyễn Đình Chiểu và gần với đường quốc lộ 1K anh chị ạ. Cách đường Nguyễn Đình Chiểu ra hướng này 50m anh chị ạ, gần đường Nguyễn Đình Chiểu ha, chỉ 50m thôi. Còn nếu ra quốc lộ 1K mình đi hướng này luôn, chạy thẳng luôn 200m anh chị ơi, 200m ha. Đấy, thì cái vị trí của dự án mình quý anh chị dễ hình dung chưa ạ, gần đường Nguyễn Đình Chiểu ha, chỉ 50m và cách quốc lộ 1K là 200m. 200 đến 300 mét thôi anh chị, rất là gần anh chị ạ. Đấy, thì cái lô đất hôm nay em chia sẻ anh chị mình là trên con đường này luôn. Đây, đây này, phía bên đây này quý anh chị, đối diện cái xe này chạy qua một xíu đây ha, bên đây này. Ở hướng Tây Nam anh chị, ở hướng Tây Nam, ngang 5 dài 14, 70m, thổ cư hết luôn, sổ hồng riêng, công chứng ngay được luôn. Đấy, rất đẹp anh chị. Điều đặc biệt là đất ở đây xây tự do thoải mái anh chị nhá. Đường rộng nha, đường thông nha, đường 12m, cả vỉa hè cây xanh anh chị nhá. Khu dân cư hiện hữu nha, dân ở đây xây nhà rất là nhiều rồi anh chị ạ. Đây, em quay hàng xóm trước cho anh chị mình cảm nhận khu này nhá. Đấy, đây là phường Đông Hòa thưa quý anh chị ha. Ở đây thì xây tự do thoải mái, một trệt một lầu được, hai lầu cũng được, cấp 4 cũng được anh chị nhá. Đây, nhà này xây một trệt một lầu, bên kia cấp 4 và một lầu, bên này hai lầu. Nói chung ở đây là khu tái định cư nên là xây tự do thoải mái anh chị ạ. Đấy, bên đây cũng vậy ha, đó cũng tùy nhà quý anh chị nhá, xây kiểu gì cũng được ha, hoàn công thoải mái luôn. Đấy, đất nhà mình đây, lô này anh chị. Tính từ căn nhà này ra bỏ một lô này thì cái lô của mình là lô đấy. Có cắm mốc ranh giới hết rồi quý anh chị nha. Ngang 5 và dài 14 anh chị nha, ngang 5 dài 14 anh chị. Đây, vị trí mốc giới của mình này, chỗ đỏ đỏ đó quý anh chị thấy không? Chỗ gốc cây giữa hai nhà này. Đây, qua đây. Đó. Mốc đỏ này quý anh chị ha. Đấy, ngang 5. 14 là sâu đó vào tới cái khu vực lập tôn, có cái tôn đó quý anh chị ha. Bên kia tôn là khu vực công viên. Đây, bên đây là công viên quý anh chị thấy cái đèn không? Thấy cái đèn không? Đấy. Công viên đó quý anh chị nha, phía sau đó là công viên đó. Đó. Sau đó là công viên đó. Đây. Nhà xây cũng tương đối rồi quý anh chị nha. Hướng Tây Nam. Sổ hồng riêng, 70m ngang 5, 3 tỷ 350 triệu. Đấy. Xây tự do thoải mái anh chị. Đó, đường đẹp ha, khu dân cư nha. Khu dân cư mà lại xây tự do anh chị ạ. Thì chỉ có khu này thôi ha, phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, gần Nguyễn Đình Chiểu, gần đường Nguyễn Đình Chiểu chỉ 50m thôi, ra quốc lộ 1K là 300m, 200m đến 300m quay đầu, gần với hội trường Đông Hòa, chỗ này ra hội trường Đông Hòa cũng chỉ tầm 300m, đấy, đường thông, trước nhà đường thông. Vậy là lô đất hôm nay em gửi tới anh chị mình là tại phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, xây tự do, khu tái định cư Đồng Tràm, đấy, sổ hồng riêng và 70m, ngang 5, đường 12m, giá là 3 tỷ 350 triệu. 3 tỷ 350 triệu lô này. Đó. Hướng Tây Nam anh chị nhá. Rồi. Anh chị nào mà yêu thích lô đất này thì liên hệ ngay cho em Hải ha. Ngoài lô này ra thì còn rất là nhiều lô khác quý anh chị ơi. Anh chị mình có yêu cầu như thế nào, nhu cầu ra sao thì hãy liên hệ cho em Hải ha. Em gửi sản phẩm qua cho anh chị mình tham khảo ha. Đấy, mình xem video cũng được luôn, bên em luôn ghi hình làm video thực tế cho anh chị mình xem trước. Rồi, vậy là em Hải chuyên bất động sản thành phố Di An, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương và thành phố Thủ Đức của Hồ Chí Minh. Bên em nhận mua bán, nhận ký gửi, nhận tìm nhà đất theo yêu cầu. Rất vui được gặp lại toàn thể quý anh chị trong những video tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại.